Nhớ một ngày trời Sài Gòn đỡ nắng và chuyển mưa như hôm nay thì mình xin review cái quạt. Đi thẳng là vấn đề đầu tiên chính là tiền đâu, thì cái quạt này có giá hiện tại giá sách tay là khoảng 360 ngàn, mà giá chính hãng là khoảng hơn 400 ngàn, cụ thể là 420 ngàn cho một cái quạt như thế này. Với giá tiền như thế này thì các bạn có thể mua được cái quạt bình thường với công suất lớn hơn và kim điện xài hàng ngày. Nhưng mà hôm nay các bạn xem video này vì lý do tại sao các bạn phải bỏ hơn 400 nghìn để chỉ mua một cái quạt bé xíu như thế này. Không phải đơn giản mà tự nhiên mình bóc cái quạt này mà không phải là một cái quạt mini nào khác để làm review các bạn. Bởi vì đây là cái quạt đến từ thương hiệu rất là quen thuộc. Một cái quạt đến từ thương hiệu Xiaomi. Và nhìn thiết kế các bạn cũng sẽ thấy ngay cái chất Xiaomi ở trong cái thiết kế của cái quạt này. Trông rất là tinh tế, sang trọng, đặc biệt. Nhưng nó không giống như những cái quạt khác mà các bạn có thể tìm mua trên thị trường với giá rẻ hơn. Với mức giá hơn 400 ngàn đồng thì mình nghĩ số tiền này bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng để nhận lại một thiết kế vô cùng đẹp mắt như thế này. Các chi tiết đường nét ở trên cái sản phẩm này đều được thiết kế vô cùng tinh xảo, từ cái đế ở dưới, từng cái nan quạt hoặc là cái lồng bên ngoài, cái motor phía sau hay là cái trục nối từ dưới đế lên trên động cơ, thì tất cả đều thiết kế rất là liền mạch và liên kết tốt với nhau. Nó cho chúng ta cảm giác một sản phẩm này rất là sang trọng chứ không phải là một cái quạt bình thường mà các bạn có thể mua ngoài thị trường. Ở dưới đế của quạt này, bên trong thì các bạn sẽ tìm thấy cái cục pin. Bên này sẽ có pin của cái quạt này, nó không phải là cái quạt bình thường mà chạy bằng điện. Thật ra nó không bằng điện, nhưng mà nó có cục pin dự phòng bên trong này. Dung lượng của nó là 4000mAh. Và các bạn có thể sử dụng cái quạt này tới 12 tiếng với tốc độ thấp nhất. Còn nếu mà các bạn bật tốc độ cao nhất thì nó còn lại được khoảng 3 tiếng. Nói chung là cũng khá là ổn. Và bên dưới các bạn sẽ có nhận thêm những cái fit như thế này. Để những mặt phẳng thì nó sẽ bám dính hơn. Nó không có bị dễ bị gọi là bị lung lay hoặc là bị di chuyển vị trí khi chúng ta ra quệt phải. Bên trên thì chúng ta sẽ có động cơ của cái quạt này. Chúng ta sẽ có 3 mức độ tốc độ, thì các bạn sẽ điều chỉnh bằng duy nhất một cái phím bấm ở trên cái thân quạt ở dưới này. Một bấm là mức thấp nhất, hai bấm là mức thứ hai và mức thứ ba là mức cao nhất. Đồng thời các bạn sẽ giữ luôn để mà cái quạt có thể xoay được. Đúng là nó có khả năng quay được nhưng mà nó quay hơi chậm thôi. Trên cái đế quạt dưới thì các bạn cũng sẽ tìm thấy 4 cái đèn. Và 4 cái đèn này thì có 3 cái đèn phía sau đó, nó tượng trưng cho tốc độ quạt, mức 1, mức 2, mức 3. Và cái đèn đầu tiên đó, chính là cái chế độ xoay. Nếu các bạn giữ vào phím nguồn này thì cái quạt sẽ xoay và nó sẽ sáng cái đèn đầu tiên lên. Đó, như vậy thôi. Ngoài thiết kế cùng với đó là những cái tính năng mà cái quạt Xiaomi này mang lại, thì chúng ta phải quan tâm một vấn đề quan trọng nhất. Đó chính là cái quạt này thì quạt có mát không. Bởi vì tính năng quan trọng nhất của một cái quạt là phải làm mát chúng ta trong những ngày thời tiết nóng bức. Thì với 3 mức độ lực của cái quạt này phát ra để làm mát, thì mình đang nói là với môi trường bình thường làm mát cho một người thì mức đầu tiên thì nó đã quá đủ rồi. Nếu các bạn còn trong một không gian quá nóng bức và cần làm mát nhiều người hơn thì mức 2 và mức 3 là cần thiết hơn. Nhưng mình nghĩ ngay mức 1 đã quá đủ cho một người rồi. Đồng thời với đó thì tiếng ồn từ cái quạt này phát ra là không có lớn. Mình nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta trong quá trình sử dụng, vì tiếng ồn nó phát ra rất là nhỏ. Mình gần như không hề bị khó chịu tiếng ồn được phát ra từ cái quạt này. Một điểm nhỏ nhưng mà rất là công nghệ nữa đến từ cái quạt này, đó chính là nó sạc bằng cổng USB Type-C cực kỳ thời thượng. Tuy nhiên mình thấy cái Type-C này thì nó có giá trị ở đây không nhiều, bởi vì tốc độ sạc của cái quạt này là không có cao. 4000mAh mình sạc bởi một củ sạc nhanh đi nữa thì chúng ta cũng mất phải tới 6 tiếng đồng hồ mới có thể sạc đòi được cái quạt này. Tổng kết lại, với mức giá hơn 400 ngàn đồng để mua một cái quạt đến từ Xiaomi như thế này, không hề thông minh, không kết nối được với hệ thống smart home đến từ Xiaomi gì cả, nó chỉ là một cái quạt tích điện thông thường, có khả năng sử dụng tối đa tới 12 tiếng, thiết kế tao nhã, đẹp mắt, thời lượng pin khá là ổn, tiếng ồn nhỏ là những cái lợi thế của cái quạt này. Đặc biệt là mình đánh giá rất cao về mặt thiết kế của quạt này. Tuy nhiên nó cũng có một vài điểm yếu, ví dụ như là chúng ta có thể tháo được cái nắp trước này ra để mà vệ sinh, nhưng mà cái nắp sau này có vẻ rất là khó tháo. Thứ hai là chúng ta chỉ có 4 cái đèn ở đây để mà cho các chế độ, chúng ta sẽ không thể biết được là thời lượng pin còn lại của cái quạt này là bao nhiêu. Đồng thời với đó thì thời gian sạc của cái quạt này cũng khá là lâu. Và thật sự nếu mà có nhu cầu là mát thông thường thì các bạn có thể mua một cái quạt với giá rẻ hơn, công suất cao hơn dành cho gia đình. Tuy nhiên thì cái quạt này dành cho những đối tượng đặc thù, ví dụ như là học sinh sinh viên hoặc là những người nào nhà có trẻ em mà trong cái vùng thường xuyên mất điện, thì những cái quạt tích điện nhỏ thế này rất là cần thiết. Hoặc là nhân viên văn phòng chẳng hạn, tới nơi làm việc và cái chỗ ngồi của bạn thì quá xa máy lạnh công ty, thì một cái quạt nhỏ thế này không chiếm quá nhiều diện tích, không tạo ra quá nhiều tiếng ồn là rất cần thiết cho bạn. Để mà đỡ nhàm chán khi mà chỉ liên tục nói về điện thoại, thì trong tương lai mình sẽ làm nhiều hơn về những món phụ kiện thông minh như thế này. Những món phụ kiện công nghệ như thế này. Và mình nghĩ là nó sẽ khá là hay ho cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.